xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với chương trình luyện vẹt nói tiếng người của kênh youtube dạy việt nói tiếng người mình là phương thùy một người rất yêu vẹt mình có đam mê đặc biệt với công việc huấn luyện vẹt nói huấn luyện vẹt chơi đồ chơi huấn luyện vẹt làm siếc shop của mình có bán rất nhiều đồ như thức ăn cho vẹt phụ kiện đồ chơi cho vẹt lồng vẹt phụ kiện huấn luyện vẹt loa bluetooth luyện vẹt nói link shop và các sản phẩm mình có để ở trong phần mô tả và bình luận của video này. Các bạn nếu có nhu cầu thì có thể ghé thăm shop của mình nhé. Trong chương trình Luyện Việt nói trên kênh của mình có phân ra thành các chủ đề như Luyện Việt nói các từ thường dùng trong gia đình, dạy Việt nói chúc tụng, dạy Việt kêu tên người, dạy Việt nói các từ hài hước, dạy Việt tụng kinh Phật. Danh sách các từ chúng mình làm có thống kê để sẵn trong phần mô tả và bình luận của video các bạn có nhu cầu dạy vẹt nói từ gì thì bấm vào link mà lấy video nhé. ngoài ra cách để dạy vẹt nói nhanh nhất đó là để vẹt chim ở chỗ yên tĩnh, cho vẹt chim nghe video của chúng mình liên tục mỗi ngày ít nhất một tiếng, lặp đi lặp lại đến khi vẹt và chim nói thạo mới chuyển qua video khác. về chế độ ăn uống phải cho vẹt chim ăn uống đầy đủ, duy trì thể trạng sức khỏe tốt thì vẹt của bạn mới nói nhanh được khi chọn vẹt vẹt chim càng non càng dễ dạy nói vẹt chim già cần kiên trì hơn ngoài ra chúng mình còn làm video luyện việt nói theo yêu cầu với giá chỉ bằng một ly cà phê các bạn có nhu cầu thì hãy liên lệ với chúng mình nhé còn bây giờ hãy bắt đầu cùng với chú vẹt của mình nào